Rồi, xin chào anh chị các bạn. Trước mặt anh chị các bạn là khoang nội thất của Ford Everest bản Titanium số tự động một cầu nhé. Từ tháng 4 thì mẫu xe này với phiên bản nội thất đen và màu cơ bản có mức giá tăng là 13 triệu cho phiên bản một cầu. Thì hiện nay giá của nó đang là 1 tỷ 299 triệu. Ngoài ra với một số màu ngoại thất và nội thất hạt rẻ chúng ta cộng theo thì nó lên giúp em khoảng 7 triệu nhé. Đó, ví dụ như này, nó gọi là nội thất cộng thêm 7 triệu này, đúng không ạ? 1 tỷ 306 triệu. Đó, toàn bộ ghế hay là cái khoang nội thất ở trong thì mình sẽ thêm 7 triệu để lựa chọn cái màu nội thất như này. Còn nếu như là màu đen thì sẽ là giá 1 tỷ 299, gần như là thấp nhất ở bản Titanium một cầu. Hiện nay thì bản này đã được trang bị update thêm khá nhiều về tính năng option. Đấy, các bác có thể thấy này, chúng ta có thêm khá nút tính năng an toàn ở trên bản một cầu, trước đây không có nhé. Thường sẽ trang bị trên bản hai cầu, ví dụ như là adaptive cruise control, cảnh báo lệch làn đường, giới hạn tốc độ. Cái cruise control này chúng ta có sẵn trước rồi, và vẫn có đàm thoại rảnh tay. Đấy, bản này thì update thêm một số tính năng an toàn. Ghế thì vẫn là chỉnh điện đầy đủ cho các bác nhé. Đây là bản Titanium một cầu ngoại thất màu xanh. Em quay này thì có thể mình nhìn không rõ lắm. Thật ra cái nước sơn này cũng khá đẹp, đúng không ạ? Xanh ghi. Các bác có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em để được bên em tư vấn báo giá thêm về các phiên bản Ford Everest cũng như là các đầu xe khác của Ford tại thị trường Việt Nam. Bên em thì trang bị đầy đủ, toàn bộ là chính hãng, cái phụ kiện cũng như là giá bán hợp lý nhất thì cho anh chị. Đấy, mình có nhu cầu thì alo qua bên em nhé. Với phiên bản này thì các bác có thể xem chi tiết review thì em sẽ làm một cái đầy đủ. Cam 360 thì cũng được trang bị rồi. Đây, rồi. Đèn thì toàn bộ là đèn full LED thôi. Có yên tâm để mình vận hành lăn bánh đâu đó thời điểm này chưa trừ khuyến mại thì sẽ dao động khoảng gần 1,5 tỷ đồng. Mức giá cũng có thể nói là khá là cao so với cái mức khuyến mại của các đầu xe như là Santa Fe hay là CRV cạnh tranh, Toyota Fortuner, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bác nên cân đối vì ở bên em cũng chưa do quy định thì cũng không được chào trực tiếp cái khuyến mại qua video. Rất mong là anh chị có thể cân nhắc và chủ động liên hệ để bên em báo giá một cách chi tiết nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.